Một cái căn phòng như thế này chỉ cần dùng máy này là có thể tất cả thầy cô ấm áp hết đúng không? Mấy không, đứa không ạ, cái này là mũi nhỏ chỉ để bàn thôi ạ. Sửa bóng đến. Nhưng máy sửa thì tốt không đến. Dạ. Hút vào đấy à? Dạ. Đấy. Không, trên cái này máy đo thôi ạ. Thế cái này nó có công dụng gì? Máy đo nhiệt độ. Cái này đo nhiệt độ ạ? Cái to đẹp hơn cả cái sửa này. Em bước cái này đến đấy, cái quạt nó sẽ hút cái nhiệt từ đằng trước và chuyển sang sau gì? Và từ đằng trước hút cái đấy. Cái này thì nó hút cái mùi đấy thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe. 12-3 xuống giờ. Nó hút khói thì nó lấy mình từ đứng lên mình ngửi nó rất là. 2-3 xuống giờ. Mình không dùng được, mình dùng dây tóc. Mình chỉ hút khói, mình khói cháy. Và này không làm nhiều. Sao cái trường được làm cái gì?